Với tổng diện tích là 5.000 m², thửa đất có chiều ngang 100 m và chiều dài 48 m hướng đông. Gia chủ rồi bán với giá chỉ có 550 triệu trên 1.000 m². Thửa đất thuộc xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, kính thưa quý vị. Từ vị trí này thì hướng ra ủy ban xã Mỹ Phước Tây đó là 700 m, đường ô tô đi vào tới đây. Từ đây chúng ta đi vào thửa đất còn cách 300 m nữa, đó là đường hẻm, đường xe máy nha quý vị. Đó, chúng ta đi qua cây cầu ở bên trái đó, chúng ta đi thẳng vào 300 m nữa sẽ đến vị trí của thửa đất. Trên cái trục đường đan hiện tại con đang đứng ở đường ô tô đi được này nè, thì nhà ở rất là đông luôn. Còn đi vào bên trong thửa đất thì nhà ở hơi vắng chút xíu. Thì con sẽ mô phỏng bằng bản đồ vệ tinh lại cho quý cô chú và anh chị xem. Ngay vị trí thửa đất thì được quy hoạch full màu hồng được quý vị. Và hai bên đường mé bên trước mặt thửa đất và đối diện luôn thì cũng thấy là có bản vẽ quy hoạch đường đi nha quý vị. Thì đường ở đây quy hoạch từ 3m đến 3m rưỡi, hoặc là đổ đan hoặc là đổ nhựa. Đó, vị trí đất thì chúng ta sẽ gần cái khu quy hoạch khu dân cư của Mỹ Phước Tây. Thì hiện tại từ vị trí thửa đất này chúng ta đi qua khu chung cư Mỹ Phước Tây rất là gần quý vị, tầm khoảng hơn cây số à. Thì nó nằm chung một cái ô ruộng, nguyên cái ô đó là hồi xưa là ô ruộng, đất ruộng lúa. Thì quy hoạch một góc đối diện của chúng ta là quy hoạch khu dân cư, và hướng trước mặt này cũng là hướng đi vào Mỹ Phước Tây nè quý vị, đi vào chợ nha. Thì cái xã Mỹ Phước Tây á, ủy ban nằm một góc còn chợ nằm một góc, nó nằm nói chung cách xa nhau chứ không có nằm chung. Và sau 300 m đi vào thì đã đến vị trí của thửa đất. Hiện tại cái mặt đường này rất là rộng, nhưng mà cái đường hẻm đi, đường xe máy đi thì người ta đổ đá để đi tạm thôi. Và ngay vị trí cây chuối á, là vị trí ngay cái góc đất của chúng ta rồi đó quý vị. Từ vị trí con đứng đây thì đi thẳng theo hướng trước mặt đó là 100 m mặt tiền. Phía trước thì giáp với đường đá và kế tiếp nữa là con kinh nha quý vị. Thì cái vườn này á, chắc là cũng lâu lắm rồi chủ không có chăm nên là cỏ mọc rất là nhiều. Thì ở khúc sau á, đoạn video sau á, thì con sẽ cho xem quý cô chú và anh chị xem lại cái lúc mà một năm rồi á, năm trước á, con có quay cái vườn này rồi thì nó sẽ sạch đẹp hơn. Rồi trên vườn thì có một căn nhà nè quý vị, căn nhà này căn nhà tiền chế ha, thì cũng đủ để chúng ta ở để làm vườn. Thì trong đất thì đang trồng sầu riêng nè, đã được 3 năm tuổi rồi quý vị. Thì bên trái là cái căn nhà ha, căn nhà thì cũng có phần xây tường rồi có phần tiền chế. Nó cây thì cũng nói chung cái cây này chủ lâu rồi hầu như là không có chăm sóc á. Thì cái vườn này cũng đã đến giai đoạn chặt bỏ mấy cây mít rồi quý vị, cây lớn cỡ này thì chặt bỏ mấy cây mít được rồi. Và đây là cái góc phía trong ha, đi vào 100 m thì sẽ đến cái vị trí góc phía trong. Phía trong thì nó giáp với một cái khu ruộng, ở đây thì hàng rào lưới B40 thì chủ cũng đã làm hết rồi, xung quanh đất luôn đó. Cái mặt tiền này là 100 m nè quý vị. Thì quý cô chú và anh chị nào muốn xem thửa đất này thì vui lòng gọi cho con ha, con sẽ hướng dẫn quý cô chú và anh chị chúng ta về xem đất và gặp chủ chúng ta thương lượng cái giá. Thì theo con biết thì cái giá này chủ không có thương lượng nhiều quý vị, thương lượng nói chung thì cùng lắm là cái phần giấy tờ thôi. Dạ, và đây chính là hình ảnh video con quay một năm trước nè quý vị. Thì một năm trước cái khu vườn cái bên này cây người ta mới trồng thôi, nên là cái không gian để chúng ta nhìn thấy cái vườn của chúng ta nó rất là đẹp ha. Ở đằng trước thì hồi năm rồi thì cỏ mọc không có nhiều, hai cây chuối nó còn cũng rất là nhỏ thôi quý vị. Ở phía trước là con kinh nè quý vị, phía trước là con kinh nhỏ ha. Thì hiện tại bản đồ quy hoạch là người ta làm đường hai bên luôn đó quý vị. Còn đất của chúng ta thì được xây hàng rào lùi về phía bên trong rồi, nên là sau này á có làm đường đi nữa thì cũng chúng ta cũng không phải di dời hàng rào ha. Thì chủ là cũng đã làm trước rồi. Thì khu vườn này hiện tại là chủ ít đi vào thăm lắm quý vị, ít vào chăm lắm, nên là cái vườn hiện tại nó cũng cây thì nó lớn nhưng mà nó không có kiểu mà nó không có xanh giống như hồi thời điểm một năm rồi quý vị. Thì những cây mít này hiện tại thì nó cũng đã đến cái thời điểm để chặt bỏ rồi, để cho những cái cây sầu riêng nó phát triển lên. Là hiện tại cây đã được 3 năm tuổi thì cũng sắp có thu hoạch rồi quý vị, trồng một khoảng năm hơn nữa, 4 năm rưỡi trở lên là chúng ta có thể cho trái rồi. Nếu mà ai kỹ thì khoảng 5 năm đó. Thì hiện tại cái đất này mục đích sử dụng đất còn là đất lúa nha quý vị. Chủ đã bán với giá là 550 triệu trên một công. Hiện tại thì đang trồng sầu riêng đã được 3 năm tuổi rồi. Video này là con quay hồi thời điểm hồi năm rồi. Cái cây bông giấy này hồi năm rồi thì nó cũng chưa có bông nhiều, năm nay thì bông rất là nhiều ha. Đó, căn nhà nè quý vị. Và đây là hình ảnh từ ở trên nha quý vị. Đó, nguyên cái khu vườn này nó rất là đẹp luôn. Xung quanh thì người ta cũng đã lên vườn hết rồi quý vị, lên vườn rất là nhiều rồi. Giá chủ đầu bán là 550 triệu trên một công. Ở đây có 5 công nha quý vị, 5.000 m²,
Nếu mà chúng ta có hai ba người chúng ta gom lại chúng ta mua cái này để làm vườn nghỉ dưỡng thì nói chung thì cũng rất là ngon rồi quý vị. Giá này hiện tại thì cũng rất là hợp lý, 550 triệu một công, giá này cũng rất là đẹp. Miếng đất 100 m mặt tiền thì cũng rất là đẹp rồi, cũng không có gì để chê đâu quý vị. Mặt tiền nó rất là rộng, sau này chúng ta xử lý cũng rất là dễ ha. Thích thì chúng ta để, còn không thích thì chúng ta cắt bán bớt cũng được. Đó, đất rất là đẹp luôn, hình chữ nhật rất là đẹp. Rồi quý cô chú và anh chị quan tâm thửa đất này vui lòng gọi cho con ha, 0987776287, con sẽ hướng dẫn quý cô chú và anh chị chúng ta về xem đất nha quý vị. Dạ, và trong lúc thực hiện video có điều chi sơ sót thì kính mong quý cô chú và anh chị vui lòng lượng thứ bỏ qua giúp con. Và con cũng không quên kính chúc quý cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt ạ.